Xin chào bạn gạo đi đâu đó? Bạn gạo đi đâu vậy? Ê, đi đường này, hươu cao cổ đi đường này đúng không? Rồi đi coi hồ cá sấu chứ hả? Con đi bằng xe gì? Xe bộ. Không, xe. Mình đi bộ chứ đâu có đi xe. Đi xe vậy làm gì? Con đi xe. Con xe chạy tới chưa? Xe chạy tới chưa? Đâu có đi xe, mình đi bộ mà. Ẩm hả? Đi ẩm hả? Đây người Phân Y nè. Mũi nó bay theo bà. Bay vô mặt qua. Này kiến không ạ? Có chừng kiến á, ở đó có chừng
Để vô miệng bạn, để ngay miệng á. Bạn nằm luôn. Đi gọi cho bạn gà ăn đi. Hôm nay nó đứng mà nó cứ quay đầu lại, còn đít nó vẫn để đây à, nó không thèm quay mặt lại luôn. Nó đứng nó quay ngược cái đầu lại. Để chạy cho dễ hả? Ăn cỏ nè. Các bạn ăn cỏ đi, gọi cho kìa. Vậy nè. Không ăn hả? Kêu đúng tên bạn đi. Hay vậy cho bạn gà cái bên nè, bạn gà đói bụng rồi nè. Gà ăn gà. Gà. Con bỏ xuống đại điên hồi bạn gà. Ơ bù câu bay quá trời kìa. Đây tôi quay cho chụp tấm ảnh nè. Ê. Nên mấy bạn ơi. Có bạn gà chắc đói á kìa. Để đợi xíu bạn làm gì? Kìa bạn gà lại kiếm con kìa, bạn gà lại ăn đồ của con kìa. Không, mấy bạn không. Mấy bạn không đói bụng, mấy bạn ăn rồi. Mấy bạn này không có đói bụng. Bạn này không có đói bụng, đi về. Đi về đi lục ra khu lục trứng chơi. Biết còn sớm, biết mấy giờ nữa.